After Father's Day, shrimp tempura deep fry with squids, and then happy sticks, also shrimp sticks. This is steaks, I mean roast, not steak, but roasted beef. Forgot what kind, but anyway, just this is the one. After CD4, you kind of make, you know, it's kind of big, but then I slide down now like that. And then the sauce go along with beef. And also, I also have shrimps and squid deep fried, okay? Seaweed. This one sauce to go along with sushi. Happy one day late. Yeah, after Father's Day, you look bad. So, I'm not going to look bad. Chúc quý ngày cao chà nhóm mầm như này thế người phần hai người được ta sọc vài ngọt như chúc quý ngày cao ấp sọc như này thơ thoát ai người được ta cái sự kia bảy nước nông tề chà bảy tê chà ta ở con đường